từng vào nhà ông trưởng thôn mà khóc từ đầu ngõ khóc vào. Là phấn khởi đi trên con đường nông thôn mới. Mình đi trên con đường của mình làm ra nhưng mà vẫn cứ buồn. Từ năm 2014, cả ông trưởng thôn cũng ra vận động nên là ông muốn tạo điều kiện cho mình để làm vật liệu. Nhưng mà lúc vào đấu thầu thì lại không có ai đấu thầu, chỉ có mình làm thôi. Thế nhưng mà không ngờ là cái công việc của mình nghĩ là trôi chảy. Thế nhưng mà đến lúc mà mình làm xong, một năm thì không thấy, hai năm cũng không thấy tiền, ba năm không thấy, bốn năm không thấy. Năm năm đến sáu năm, năm thứ bảy bắt buộc phải chuyển. Vay ngân hàng là 150 triệu này. Còn bên ngoài thôi. Để cái số đấy này để lấy vật liệu dần này. Không lại vay, mỗi người vay cứ 30, 20. Đá cát nó về thì hôm nay mình trả tiền luôn, hết tiền thì mình phải đi vay. Làm được đến cái chỗ hội trường của thôn, bắt đầu lo lắng. Là lúc ấy, nghĩa là tiền không vay được nữa. Vì lúc bán cả ô tô đi mà dân không, người ta không tin tưởng cho vay nữa thì vay xã hội đen. Một ngày 5.000 cứ thế là nhân lên một ngày tính lãi. Ông trưởng thôn này độc quyền hết nên là ông tự thu tự chi, không có ai biết tổng số tiền rồi tổng các thứ bao nhiêu không biết. Về sau cuối cùng ông công khai khoản nợ nên cuối cùng mà lâu quá mà phải bán nhà đi thì mới ra đây ở. Ông này mất đột ngột mất, xong đến năm sau cái bà nội lại mất, thế là bà bốn đứa con nó cứ nheo nhóc lên, con lại bị ốm này dồn hết rồi. Giờ nó lúc nào nó mồm miệng, bây giờ giá như nhà mình có cái mảnh đất mà chính chủ thì là mình sẽ xây được nhà cửa nên thì nó đỡ khổ. Đã từng vào nhà ông trưởng thôn mà khóc từ đầu ngõ khóc vào. Đường nông thôn mới đấy, trục to nhất đây. Dân thì người ta vui mừng, người ta phấn khởi đi trên con đường nông thôn mới. Mình đi trên con đường của mình làm ra nhưng mà vẫn cứ buồn. Đây nhà cũ anh này. Nhà cũ của anh, mình làm đường nông thôn mới, bán đi thì không có tiền trả nợ ngân hàng. Nhiều lúc là muốn vào nhà, không dám vào. Chỉ đứng ở cổng nhìn vợ chồng. Mình nghĩ lại với ủa là cái kỷ niệm ngày xưa. Cái ngày mà, ví dụ là dỗ hoặc là ngày bố mẹ mình đi qua, mình tránh đi đường kia để cho đỡ cảm xúc trong lòng mình.